Tòa án quân sự quân khu 7 ở Hà Nội hôm 31 tháng 7 tuyên án 12 năm tù đối với một sĩ quan quân đội đầu tiên bị xử trong chiến dịch chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam, theo video trên YouTube của Truyền hình Thông tấn. Cựu thượng tá quân đội Đinh Ngọc Hệ còn được biết với tên Út Chọc bị kết án với tội danh lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và sử dụng tài liệu giả, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV ra ngày 31 tháng 7. Phiên tòa nhận định tính chất vụ án là rất nghiêm trọng, trực tiếp xâm hại tới hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước. Cũng theo bản tin của VOV, hành vi của bị cáo làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của quân đội và công an. Từ năm 2016, chiến dịch trấn áp nạn tham nhũng được tăng cường, trong đó hàng chục quan chức cấp cao gồm cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng và các lãnh đạo ngân hàng bị bắt giữ và đưa ra xét xử. Đầu năm nay, chiến dịch này được mở rộng tới lực lượng công an và quân đội. Tại phiên tòa, ông Hệ không thừa nhận tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn, nhưng theo cáo trạng, lời khai của các bị cáo khác cùng lời khai của những người làm chứng đã đủ để kết tội cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn. Vụ kết án này diễn ra chỉ vài ngày sau khi hai Thứ trưởng Công an bị kỷ luật và bị đình chỉ các chức vụ trong Đảng hôm 28 tháng 7. Công dân Mỹ Will Nguyễn, người mới bị trục xuất khỏi Việt Nam, nói với VOA rằng chính quyền Hà Nội đã trích dẫn và cố tình sửa đổi thông tin từ Facebook cá nhân để nhằm phóng đại mức độ quá khích của anh. Qua Messenger của Facebook, anh cho biết chính phủ Việt Nam đã cắt ghép hay Photoshop các đăng tải của Will để làm hình ảnh của Will trở thành quá khích. Họ điền thêm một dòng rằng Will muốn lật đổ chế độ. Sinh viên Mỹ 32 tuổi xác nhận với VOA rằng chính quyền Việt Nam đưa thêm câu: "Tôi sẽ tiếp tục đấu tranh để lật đổ chế độ độc tài đảng trị, ý thức hệ Cộng sản Việt Nam" và một đăng tải trên Facebook của anh, rồi đưa vào trong một bài viết được cho là của các dư luận viên trên trang Việt Nam Thời báo.net. VOA chưa thể liên lạc với cơ quan chức năng của Việt Nam để xác nhận phát biểu của Quy Nguyễn. Quy Nguyễn, người bị giam trong 41 ngày ở thành phố Hồ Chí Minh sau khi tham gia các cuộc biểu tình hồi tháng 6 tại đây, viết trên Facebook rằng Will không căm thù đảng và Will cũng không căm thù chính phủ Việt Nam, nhưng cách thức mà họ chơi với sự thật thật là đáng sợ. Đây là lần đầu tiên Will Nguyễn lên tiếng kể từ khi bị trục xuất khỏi Việt Nam. Công dân Mỹ này chỉ trích việc anh bị giam cầm và nói sẽ không bao giờ hối tiếc vì đã giúp người dân Việt Nam thực thi dân chủ. Will Nguyễn bị khởi tố vào tháng trước về cáo buộc gây rối trật tự công cộng. Phiên tòa xét xử anh hôm 20 tháng 7 kết tội anh về cáo buộc này và đưa ra hình phạt trục xuất ngay lập tức. Michael Phương Minh Nguyễn, một người Mỹ gốc Việt tại quận Cam, bang California, được cho là đã mất tích tại Việt Nam hơn 3 tuần qua, giữa lúc các tổ chức nhân quyền nói ông đã bị chính quyền giam cầm cùng 4 người khác về tội lật đổ chính quyền. Gia đình ông Michael hôm 30 tháng 7 cho VOA biết đã liên lạc với phái bộ Hoa Kỳ tại Việt Nam và cả chính quyền Việt Nam để hỏi thông tin về ông nhưng chưa được phản hồi. Chúng tôi rất bức xúc vì chưa có văn phòng nào phản hồi. Gia đình rất muốn biết thông tin về ông ấy. Ông Michael có 4 con nhỏ ở bang California và chúng cần có cha. Ông Mark cho biết gia đình đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và các nghị sĩ quốc hội nhờ can thiệp cũng như mở một thỉnh nguyện thư trên trang web change.org. Thỉnh nguyện thư này có đoạn viết: từ ngày 27 tháng 6 năm 2018, ông Mike Phương đã về Việt Nam thăm bạn bè và gia đình. Ông đã không trở về trên chuyến bay đã đặt. Qua nhiều nguồn tin khác nhau, chúng tôi được biết ông đang bị chính quyền Việt Nam bắt giữ và giam cầm. Tính cho đến ngày 27 tháng 7, ông Mike Phương đã biệt tăm 21 ngày. Chính quyền Việt Nam từ chối xác nhận việc giam giữ hay chia sẻ bất cứ tin tức gì về tình trạng của ông. Trang web Defend the Defenders có tên tiếng Việt là Người bảo vệ nhân quyền hôm 29 tháng 7 cho biết, vào ngày 7 tháng 7, lực lượng an ninh của thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ Mike Nguyễn Phương Minh, một công dân Hoa Kỳ, cùng một số người khác với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, theo Điều 109 của Bộ Luật Hình sự 2015. Trong thông cáo báo chí ngày 29 tháng 7, gia đình ông Mike Nguyễn cho biết ông là một thương gia độc lập 54 tuổi, có vợ và 4 con gái còn nhỏ, và họ rất mong ông sớm được đoàn tụ với gia đình. Thành phố Richmond, thủ phủ của tiểu bang Virginia, đầu những năm 1990, đây từng là thành phố của tội phạm, của những người vô gia cư gốc Phi. Còn bây giờ Richmond là thành phố của bia, một trung tâm bia thủ công có tiếng của khu vực bờ đông nước Mỹ. Du khách giờ đây đến với Richmond bên cạnh việc tham quan những di tích lịch sử gắn liền với cuộc nội chiến giữa hai miền Nam Bắc cách đây gần hai thế kỷ,
thì không ai quên thưởng thức những ly bia ngọt ngào có tiếng ở đây. Tất cả được bắt đầu bởi một người đàn ông gốc Việt, và anh đã chinh phục được rất nhiều người yêu bia ở Mỹ. Ồ, bia ở đây rất tuyệt, thơm ngon và ngọt, khác xa với bia truyền thống của Mỹ. Đó là lý do chúng tôi không thể không tới với nơi sản xuất bia ngon nhất của thành phố này. Bia thủ công giờ đã trở thành một đặc sản truyền thống của thành phố. Bạn tới đây để được uống hết những vại bia cỡ bự, ngon ngọt và rất tươi này. Di cư sang Mỹ vào năm 1985 khi mới 11 tuổi. Sau khi tốt nghiệp trung học và mở một nhà hàng Việt đầu tiên ở Richmond, An Bùi đã nhanh chóng nhận ra rằng các loại bia truyền thống tại Mỹ với vị đắng đặc trưng không phù hợp với đồ ăn Việt Nam. Để nhà hàng đông khách, anh đã tìm đến với một loại bia truyền thống khác của châu Âu. Lúc mới mở nhà hàng ra mà mới bắt đầu bán bia Mỹ thì nói, tại Việt Nam mình nó tươi, đồ ăn mình nó tươi, rồi nó ngọt, nó chua, nó rất là hợp với bia nước Mỹ hay là nước Đức. Đó, cho nên từ đó mà nhà hàng mới thành công, mới là lên được cái danh tiếng. Từ cơ sở sản xuất bia thủ công đầu tiên của An Bùi, giờ đây Richmond đã có hơn 30 nhà sản xuất bia thủ công có tiếng, biến Richmond trở thành một trung tâm bia thủ công tại khu vực bờ đông nước Mỹ. Ngoài thành công về kinh doanh, An Bùi cho rằng bia đã cho anh nhiều thứ hơn thế. Người ta nói là cái gia đình craft beer nó rất là rộng. Chẳng hạn như mình đã vô nấu bia rồi thì ai mà trong nấu nhanh dưới nấu bia thì cũng là bà con với lại bạn hay là gia đình mình thôi. Đó, cho nên mình đi đâu thì ai cũng chứa mình. Không, ai cũng mình vô cái hàng bia người ta thì mình có người ta cũng mời mình vô người thử bia rồi cho mình tham quan vậy đó, giống như gia đình mình vậy đó. Mỗi tháng một lần, những chuyên gia và những người yêu bia tại Richmond lại tập trung về nhà hàng Mekong của An Bùi để thưởng thức và quyết định xem nhà sản xuất bia thủ công nào của thành phố có chất lượng tốt nhất. Để công bằng, tất cả những sản phẩm bia được đem đến đây đánh giá đều được giấu tên. Người thắng cuộc sẽ được lựa chọn nấu bia cho nhà hàng Mekong của An Bùi trong tháng đó. Còn đối với An Bùi, thì niềm tự hào nhất của anh chính là thành công trong việc đưa Richmond xuất hiện trên bản đồ bia của nước Mỹ, cũng như tạo ra công ăn việc làm cho nhiều người dân ở đây. Và sau đây mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế. Cơ quan tình báo Mỹ qua hình ảnh vệ tinh phát hiện những chỉ dấu cho thấy Triều Tiên đang chế tạo những phi đạn mới tại một cơ sở nghiên cứu lớn ở Sanundong, theo tin Washington Post. Tờ báo dẫn lời các quan chức tình báo cho hay, trong khi các hoạt động tiếp tục tại nhà máy Sanundong, thì trạm phóng vệ tinh Sohae trên bờ biển phía tây bắc của Triều Tiên đã đình chỉ, một dàn thử nghiệm động cơ đang được tháo dỡ. Tuy nhiên, bài báo cho biết nhiều nhà phân tích và chuyên gia độc lập xem việc tháo dỡ tại Sohae phần lớn có tính biểu tượng và nói rằng dàn thử nghiệm đó có thể dễ dàng lắp ráp lại trong vòng vài tháng. Trong hội nghị thượng đỉnh ở Singapore vào tháng 6, lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đồng ý hoàn tất việc giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên, nhưng văn kiện được ông Kim và Tổng thống Mỹ Donald Trump ký không bao gồm các chi tiết về cách thức và thời điểm giải trừ hạt nhân. Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Triều Tiên dù đã cam kết từ bỏ chương trình hạt nhân, nhưng họ vẫn đang sản xuất nhiên liệu cho bom hạt nhân. Vẫn theo lời ông Pompeo, các cuộc đàm phán đang diễn tiến với Triều Tiên là bằng chứng có thể kiểm chứng được của việc tiến tới giải trừ hạt nhân. Thái Lan yêu cầu Anh dẫn độ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, người bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2014 và bị kết án tù vắng mặt về tội sao nhãng. Theo Reuters, dẫn lời Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho biết hôm 31 tháng 7, bà Yingluck đã trốn khỏi Thái Lan từ tháng 8 năm ngoái để tránh án tù, vì bị cáo buộc trong thời gian đương nhiệm đã thực hiện một chương trình trợ cấp giá gạo gây tổn thất hàng tỷ đô la. Bà Dinh lúc nói, phiên tòa mang động cơ chính trị và phủ nhận mọi sai trái. Tháng 9 năm ngoái, tòa án tối cao kết án bà vắng mặt 5 năm tù giam. Đương kim Thủ tướng Prayut nói, yêu cầu dẫn độ bà Dinh lúc là một thủ tục cần thiết giữa hai nước có chung hiệp ước dẫn độ. Bà Dinh lúc và anh trai, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawat, từng là trung tâm của một cuộc đấu đá quyền lực, bao trùm nền chính trị Thái Lan trong hơn một thập niên. Trong đó, giới tinh hoa quân đội trung thành với hoàng gia, chống lại gia đình Shinawat và những người ủng hộ họ ở khu vực nông thôn miền Bắc và Đông Bắc Thái Lan. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thị sát quy trình phá hủy hơn 60 chiếc siêu xe nhập lậu, một phần trong nỗ lực chống tham nhũng của ông.
Ông Duterte đội mũ bảo hộ lao động, quan sát chiếc xe ủi, nghiền nát những chiếc ô tô sang trọng và một số xe mô tô trị giá 5,5 triệu đô la. Ông Duterte cho biết, việc tiêu hủy này nhằm cho thấy Philippines là một nơi đầu tư và cho thấy lập trường cứng rắn của ông chống lại hoạt động buôn lậu. Không rõ có ai bị bắt giữ trong chiến dịch chống buôn lậu, bài tham nhũng này hay không. Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng áp lực để Quốc hội phê chuẩn việc xây dựng một bức tường ở biên giới Mỹ-Mexico nhằm ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Ông Trump đang đe dọa đình chỉ các hoạt động của chính phủ Mỹ vào cuối tháng 9, khi nguồn kinh phí hiện tại hết hạn nếu ông không được Quốc hội chấp thuận cho xây tường biên giới. Một cam kết chủ chốt của ông trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016. If we don't get border security, after many, many years... Về chuyện biên giới, nếu không có được an ninh biên giới sau nhiều năm bàn về chuyện này ở Mỹ, tôi sẽ thẳng tay đình chỉ các hoạt động của chính phủ. Đã tới lúc chúng ta phải có an ninh biên giới thích hợp. Ông Trump nói thêm rằng, ông sẽ để ngỏ cánh cửa đàm phán. Không rõ, nỗ lực của Tổng thống xin kinh phí để xây tường biên giới vào cuối tháng 9 liệu có được chấp thuận hay không. Tám bang của Mỹ và thủ đô Washington đệ đơn kiện chính quyền của Tổng thống Trump vì đã cho phép một người đàn ông ở bang Texas phân phối các chỉ dẫn về cách thức chế tạo súng bằng công nghệ in 3D. Công nghệ này sẽ tạo điều kiện cho mọi người sản xuất vũ khí tại nhà riêng. Tổng chưởng lý bang Washington Bob Ferguson là người dẫn đầu vụ kiện. Bản thiết kế được tạo ra bởi một công ty ở Texas cho phép bất kỳ ai có máy in 3D có thể chế tạo các bộ phận cho một khẩu súng nhựa có giá chỉ vài trăm đô la. Bộ Ngoại giao đã ra lệnh cho nhà hoạt động ủng hộ quyền sở hữu súng Cody Wilson phải ngừng phân phối các bản thiết kế này, nói rằng chúng vi phạm luật xuất khẩu của Mỹ. Ông Wilson đã đệ đơn kiện, cáo buộc rằng lệnh cấm vi phạm các quyền hiến định của ông và chính quyền Trump đã đảo ngược lệnh cấm đó. Đơn kiện của 8 bang và thủ đô Washington lập luận rằng việc cho phép mọi người chế tạo súng nhựa vi phạm các biện pháp kiểm soát vũ khí của tiểu bang. Một nước Mỹ đầy màu sắc, tươi đẹp với các loài hoa thay nhau nở bốn mùa là hình ảnh du khách sẽ tìm thấy khi tới với triển lãm Mùa hoa nở trên những con tem bưu chính tại trung tâm thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Ngay trong không gian đầu tiên của triển lãm, du khách sẽ bắt gặp hình ảnh một thủ đô Washington đầy hấp dẫn với những công trình kiến trúc cổ kính nổi bật trong mùa hoa anh đào trên những con tem đã được vẽ và lưu hành trong thập niên 1990. Một điều khá hấp dẫn là du khách sẽ tìm thấy những bản vẽ tay nguyên gốc và cả những con tem được in hoàn thiện dựa trên bản vẽ ấy. Tôi nghĩ triển lãm này rất thú vị. Hình ảnh một thủ đô Washington hiện lên trên những con tem ở đây không chỉ đẹp mà còn sống động và đầy hấp dẫn nữa. Tôi tới với bảo tàng và không gian triển lãm này vì tôi là một nhà sưu tập tem. Triển lãm này tuy không giới thiệu những con tem thật cổ, nhưng nó lại cho người ta thấy một nước Mỹ thật đẹp. Trong không gian trưng bày tiếp theo, triển lãm sẽ dẫn du khách tới với một nước Mỹ đầy màu sắc, với các loài hoa đặc trưng của mỗi mùa trong năm, thậm chí ngay cả trong mùa đông lạnh giá, khi phần lớn mọi người đều nghĩ rằng sẽ không có loài hoa nào có thể sống được, thì nhiều loài hoa vẫn nở trong các khu vườn. Bên cạnh đó, du khách cũng sẽ tìm thấy những loài hoa đặc trưng của hầu hết các tiểu bang trên khắp nước Mỹ, được thiết kế trên những con tem bưu chính đầu những năm 2000 như thế này. Cả đời tôi đã gắn bó với các phong thư và những con tem. Tôi nghĩ rằng những con tem luôn mang dấu ấn văn hóa và lịch sử của mỗi quốc gia. Khi những con tem này được chuyển đi khắp thế giới cùng những phong thư, người ta sẽ nhìn thấy nước Mỹ ở trên đó. Trong không gian trưng bày cuối cùng của triển lãm, du khách sẽ được tìm hiểu về những loài chim được lựa chọn là linh vật của các tiểu bang trên khắp nước Mỹ. Tem cũng như tiền luôn mang trên mình hình ảnh của mỗi quốc gia với những đặc trưng văn hóa và cảnh quan đậm nét. Đó là lý do vì sao mà người ta thường thích sưu tập tem. Tới với triển lãm này, du khách sẽ cảm nhận được một nước Mỹ hiền hòa, đầy màu sắc và đặc biệt đa dạng. Triển lãm sẽ tiếp tục mở cửa miễn phí phục vụ du khách khắp nơi trong những tháng tới đây. Những bức thư và các bưu kiện đã từng được các nhân viên bưu chính ở Mỹ giao đến tận tay người nhận như thế nào cách đây hàng thế kỷ? Du khách có thể tìm thấy câu trả lời tại khu bảo tàng lịch sử bưu chính Hoa Kỳ ở Washington DC này. Tất nhiên, khi các phương tiện giao thông chưa phát triển, thì những chiếc xe ngựa luôn là lựa chọn hàng đầu để người ta có thể giao thư tín và bưu kiện một cách nhanh nhất. Cùng với cuộc cách mạng công nghiệp, thì sau đó xe lửa đã được sử dụng.
và đây là phía bên trong một toa xe được sử dụng để chuyên chở thư tín và bưu kiện trước đây. Rồi sau đó là các loại xe hơi và cả máy bay cũng được sử dụng để mọi thứ có thể được chuyển phát nhanh nhất. Tôi vừa mới nghỉ hưu gần đây thôi, vì thế mà tôi thực sự muốn tới đây để được biết rằng ngày xưa các nhân viên bưu chính như tôi đã từng làm việc như thế nào. Đúng là có nhiều câu chuyện thú vị ở đây. Tôi thấy nơi này rất đặc biệt. Nó cho chúng ta biết những bức thư và các bưu kiện mà chúng ta nhận được mỗi ngày đã trải qua những công đoạn gì. Sẽ rất tốt cho lũ trẻ nếu chúng tới đây. Nơi nào có thư tín bưu kiện thì nơi đó cũng có tiền và tội phạm. Khu bảo tàng này dành riêng một không gian để kể cho du khách về những hiểm nguy mà các nhân viên bưu chính từng phải đối mặt. Ví dụ như đã từng có tên tội phạm tự đóng gói mình trong một vali lớn cùng bình dưỡng khí, đèn pin và súng, rồi nhờ đồng bọn gửi tới bưu cục với dự tính giữa đường vận chuyển sẽ thoát ra ngoài, khống chế bưu tá và cướp toàn bộ số tiền trên chuyến xe đó. Âm mưu này cuối cùng đã bại lộ do các nhân viên bưu chính hầu hết đều được đào tạo bài bản với những thiết bị theo dõi và nghe lén đặc biệt. Tôi tới với bảo tàng này bởi tôi là một nhà sưu tầm tem. Tôi có nhiều hứng thú với tem và các dịch vụ bưu chính nói chung. Tuy đây là một bảo tàng nhỏ, nhưng tôi thấy nó đã kể lại được hầu hết những câu chuyện và những giai đoạn quan trọng của lịch sử ngành bưu chính tại Hoa Kỳ từ xưa tới nay. Tất nhiên, khu bảo tàng này cũng dành một không gian quan trọng để giới thiệu về các loại tem bưu chính tại Hoa Kỳ. Trong không gian này, du khách có thể tìm hiểu về cách mà người ta thiết kế, vẽ và sản xuất một con tem bưu chính như thế nào. Bên cạnh đó, du khách cũng có thể được chiêm ngưỡng những con tem vô cùng quý giá, như con tem đầu tiên của ngành bưu chính Mỹ, hay những con tem liên quan đến những sự kiện mang tính lịch sử của nước Mỹ và nhân loại. Để tìm hiểu cặn kẽ khu bảo tàng thú vị này, chắc chắn du khách ít nhất cũng phải dành không dưới một ngày khám phá. Hơn 30 năm nay, các bác sĩ đã phải làm việc miệt mài để cứu lấy chân tay của những bệnh nhân. Cứu lấy chi của bệnh nhân sau một tai nạn hay một ca nhiễm trùng có thể đòi hỏi nỗ lực của cả một nhóm chuyên gia tại Trung tâm Bảo quản chi. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây. Con người có thể làm được những điều kỳ diệu cho dù mất đi một chân hoặc một tay. Đội tuyển bóng đá khuyết tật của Nigeria đang toàn tâm toàn ý tập trung cho giải vô địch do Liên đoàn bóng đá khuyết tật thế giới tổ chức vào mùa thu năm nay. Với những chiếc chân tay giả, các vận động viên khuyết tật có thể làm mọi việc gần bằng hoặc thậm chí còn tốt hơn cả những người lành lặn. Tuy nhiên, nếu có thể, họ vẫn mong giữ được chân tay lành lặn. Jeff Bob gần như mất một tay sau một tai nạn khi đang di chuyển trên xe đa dụng. Tài xế mất lái khiến xe bị lật, nghiến vào tay Bob, xé nát các cơ bắp và da. Theo những gì họ viết trong báo cáo bệnh tình, thì tay tôi đã gần như đứt lìa. Bob được trực thăng đưa thẳng đến trung tâm chấn thương của Bệnh viện Đại học Missouri. Khi bệnh nhân được đưa vào phòng cấp cứu, chúng tôi đã lo lắng rằng không thể cứu được cánh tay của anh ấy. Một chuyên gia tái tạo chi đã được mời đến. Chúng tôi tách lấy cơ ở lưng của anh ấy rồi đặt nó lên trên khu vực bị mất mô ở tay, rồi sau đó tiến hành phẫu thuật siêu vi, nối lại các mạch máu và dây thần kinh. Sau hơn một chục cuộc phẫu thuật, bác sĩ cho biết tay của Bob đã hoạt động lại được. Quan trọng đối với anh ấy là anh ấy có được một bàn tay hoàn thiện hơn một tay giả, một bàn tay có cảm giác để anh ấy có thể cảm nhận được mọi vật và sử dụng. Việc phẫu thuật giữ chi đòi hỏi phải có một đội ngũ các bác sĩ với những chuyên môn khác nhau. Tại Bệnh viện Cleveland, phần lớn các bệnh nhân được phẫu thuật giữ chi đều bị tiểu đường. 1/3 số bệnh nhân tiểu đường đến một thời điểm nào đó sẽ có các vết loét trên chân. Và với những tiến bộ y khoa cũng như công nghệ hiện nay thì theo những gì tôi thấy, chúng ta có nhiều khả năng hơn trong việc phục hồi tuần hoàn máu cho những bệnh nhân này. Tuy nhiên, vẫn có những ca mà các bác sĩ phải bó tay. Trong những trường hợp đó thì chúng tôi tập trung vào việc tiến hành phẫu thuật cắt chi một cách cẩn thận, rồi giúp họ làm quen với chân tay giả, và rồi họ sẽ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên về những gì mà họ có thể làm được trong cuộc sống hàng ngày. Bất chấp bước tiến đáng kinh ngạc trong ngành chế tạo robot, cho đến nay những cỗ máy nhân tạo vẫn gặp rất nhiều khó khăn để làm những việc mà côn trùng vẫn thực hiện đều đặn.
Vì vậy, những nhà nghiên cứu robot đang tận dụng hàng tỷ năm kinh nghiệm của thiên nhiên. Lấy cảm hứng từ những chú ong, các nhà nghiên cứu đang chế tạo các thiết bị bay có thể tự định hướng trong nhiều môi trường khác nhau. Mời quý vị theo dõi chi tiết. Não của chúng có thể bé tí hon, nhưng những chú ong này có thể làm nhiều thứ hơn những thiết bị bay ngày nay. Một chú ong thợ có khả năng nhận biết môi trường xung quanh, tìm một khóm hoa, kiếm thức ăn, rồi trở về tổ, rồi sau đó truyền đạt những thông tin này cho những chú ong khác. The World cho biết các thiết bị bay có khả năng nhận biết như vậy sẽ cần nguồn pin rất lớn. Nếu bạn tăng trọng lượng của thiết bị bay, chúng sẽ trở nên khó kiểm soát hơn, cần nhiều năng lượng hơn. Ý tưởng đằng sau dự án này là chúng ta có thể học được gì từ những chú ong mật nói riêng và các loài côn trùng nói chung trong việc vạch ra chiến thuật tiết kiệm năng lượng cho các thiết bị tự hành. Dự án Brains on Board đang nghiên cứu não bộ và hành vi của côn trùng, từ đó xây dựng hình mẫu cho các thiết bị bay thông minh. Ví dụ, các lập trình viên có thể học cách loài ong thiết lập bản đồ môi trường xung quanh chúng. Chúng sẽ bay nhiều vòng quanh tổ để quan sát và ghi nhớ môi trường xung quanh. Bước tiếp theo của nghiên cứu của chúng tôi đó là xem làm cách nào để những giao thức mà chúng tôi cài đặt cho robot có thể được dùng để cấu trúc lại những thông tin tiếp nhận được. Nó giúp cho việc thu thập thông tin và định hướng dễ dàng hơn. Dự án này có sự phối hợp của các nhà sinh học và chuyên gia robot và khả năng học hỏi của máy móc. Chúng tôi đang nghiên cứu loài ong dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Chính vì vậy, chúng tôi có một khu vực thực tế ảo VR, nơi có thể dùng để ghi lại những hoạt động của neuron thần kinh dưới quy mô rất nhỏ. Chúng tôi cũng thực hiện những thí nghiệm sóng radar. Chúng tôi đã thu thập được hành vi cũng như hoạt động của sóng thần kinh. Sau đó, các chuyên gia huỳnh hóa sẽ kết hợp chung với nhau. Nhóm nghiên cứu hy vọng cho ra đời thiết bị bay tự động trong năm tới. Cơ quan tình báo Mỹ, qua hình ảnh vệ tinh, phát hiện những chỉ dấu cho thấy Triều Tiên đang chế tạo những phi đạn mới tại một cơ sở nghiên cứu lớn ở Sanundong, theo tin Washington Post. Tờ báo dẫn lời các quan chức tình báo cho hay, trong khi các hoạt động tiếp tục tại nhà máy Sanundong, thì trạm phóng vệ tinh Sohae trên bờ biển phía tây bắc của Triều Tiên đã đình chỉ, một dàn thử nghiệm động cơ đang được tháo dỡ. Tuy nhiên, bài báo cho biết, nhiều nhà phân tích và chuyên gia độc lập xem việc tháo dỡ tại Sohae phần lớn có tính biểu tượng và nói rằng dàn thử nghiệm đó có thể dễ dàng lắp ráp lại trong vòng vài tháng. Trong hội nghị thượng đỉnh ở Singapore vào tháng 6, lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đồng ý hoàn tất việc giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên, nhưng văn kiện được ông Kim và Tổng thống Mỹ Donald Trump ký không bao gồm các chi tiết về cách thức và thời điểm giải trừ hạt nhân. Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Triều Tiên dù đã cam kết từ bỏ chương trình hạt nhân, nhưng họ vẫn đang sản xuất nhiên liệu cho bom hạt nhân. Vẫn theo lời ông Pompeo, các cuộc đàm phán đang diễn tiến với Triều Tiên là bằng chứng có thể kiểm chứng được của việc tiến tới giải trừ hạt nhân. Thái Lan yêu cầu Anh dẫn độ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawat, người bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2014 và bị kết án tù vắng mặt về tội xào nhãng. Theo Reuters, dẫn lời Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho biết hôm 31 tháng 7, bà Yingluck đã trốn khỏi Thái Lan từ tháng 8 năm ngoái để tránh án tù vì bị cáo buộc trong thời gian đương nhiệm đã thực hiện một chương trình trợ cấp giá gạo gây tổn thất hàng tỷ đô la. Bà Yingluck nói, phiên tòa mang động cơ chính trị và phủ nhận mọi sai trái. Tháng 9 năm ngoái, tòa án tối cao kết án bà vắng mặt 5 năm tù giam. Đương kim Thủ tướng Prayut nói, yêu cầu dẫn độ bà Yingluck là một thủ tục cần thiết giữa hai nước có chung hiệp ước dẫn độ. Bà Yingluck và anh trai, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawat, từng là trung tâm của một cuộc đấu đá quyền lực, bao trùm nền chính trị Thái Lan trong hơn một thập niên, trong đó giới tinh hoa quân đội trung thành với hoàng gia, chống lại gia đình Shinawat và những người ủng hộ họ ở khu vực nông thôn miền Bắc và Đông Bắc Thái Lan. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thị sát quy trình phá hủy hơn 60 chiếc siêu xe nhập lậu, một phần trong nỗ lực chống tham nhũng của ông. Ông Duterte đội mũ bảo hộ lao động, quan sát chiếc xe ủi, nghiền nát những chiếc ô tô sang trọng và một số xe mô tô trị giá 5,5 triệu đô la. Ông Duterte cho biết, việc tiêu hủy này nhằm cho thấy Philippines là một nơi đầu tư và cho thấy lập trường cứng rắn của ông chống lại hoạt động buôn lậu. Không rõ có ai bị bắt giữ trong chiến dịch chống buôn lậu, bài tham nhũng này hay không. Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng áp lực để Quốc hội phê chuẩn việc xây dựng một bức tường ở biên giới Mỹ-Mexico nhằm ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Ông Trump đang đe dọa đình chỉ các hoạt động của chính phủ Mỹ vào cuối tháng 9 khi nguồn kinh phí hiện tại hết hạn nếu ông không được Quốc hội chấp thuận cho xây tường biên giới. Một cam kết chủ chốt của ông trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016. If we don't get border security,
Về chuyện biên giới, nếu không có được an ninh biên giới sau nhiều năm bàn về chuyện này ở Mỹ, tôi sẽ thẳng tay đình chỉ các hoạt động của chính phủ. Đã tới lúc chúng ta phải có an ninh biên giới thích hợp. Ông Trump nói thêm rằng, ông sẽ để ngỏ cánh cửa đàm phán. Không rõ, nỗ lực của Tổng thống xin kinh phí để xây tường biên giới vào cuối tháng 9, liệu có được chấp thuận hay không? Tám bang của Mỹ và thủ đô Washington đệ đơn kiện chính quyền của Tổng thống Trump vì đã cho phép một người đàn ông ở bang Texas phân phối các chỉ dẫn về cách thức chế tạo súng bằng công nghệ in 3D. Công nghệ này sẽ tạo điều kiện cho mọi người sản xuất vũ khí tại nhà riêng. Tổng chính lý bang Washington Bob Ferguson là người dẫn đầu vụ kiện. Bản thiết kế được tạo ra bởi một công ty ở Texas cho phép bất kỳ ai có máy in 3D có thể chế tạo các bộ phận cho một khẩu súng nhựa có giá chỉ vài trăm đô la. Bộ Ngoại giao đã ra lệnh cho nhà hoạt động ủng hộ quyền sở hữu súng Cody Wilson phải ngừng. Năm 21 ngày, chính quyền Việt Nam từ chối xác nhận việc giam giữ hay chia sẻ bất cứ tin tức gì về tình trạng của ông. Trang web Defend the Defenders có tên tiếng Việt là Người bảo vệ nhân quyền hôm 29 tháng 7 cho biết, vào ngày 7 tháng 7, lực lượng an ninh của thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ Michael Nguyễn Phương Minh, một công dân Hoa Kỳ, cùng một số người khác với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, theo Điều 109 của Bộ Luật Hình sự 2015. Trong thông cáo báo chí ngày 29 tháng 7, gia đình ông Michael Nguyễn cho biết ông là một thương gia độc lập 54 tuổi, có vợ và 4 con gái còn nhỏ, và họ rất mong ông sớm được đoàn tụ với gia đình. Thành phố Richmond, thủ phủ của tiểu bang Virginia, đầu những năm 1990, đây từng là thành phố của tội phạm, của những người vô gia cư gốc Phi. Còn bây giờ Richmond là thành phố của bia, một trung tâm bia thủ công có tiếng của khu vực bờ đông nước Mỹ. Du khách giờ đây đến với Richmond bên cạnh việc tham quan những di tích lịch sử gắn liền với cuộc nội chiến giữa hai miền Nam Bắc cách đây gần hai thế kỷ, thì không ai quên thưởng thức những ly bia ngọt ngào có tiếng ở đây. Tất cả được bắt đầu bởi một người đàn ông gốc Việt, và anh đã chinh phục được rất nhiều người yêu bia ở Mỹ. Bia ở đây rất tuyệt, thơm ngon và ngọt, khác xa với bia truyền thống của Mỹ. Đó là lý do chúng tôi không thể không tới với nơi sản xuất bia ngon nhất của thành phố này. Bia thủ công giờ đã trở thành một đặc sản truyền thống của thành phố. Bạn tới đây để được uống hết những vại bia cỡ bự, ngon ngọt và rất tươi này. Di cư sang Mỹ vào năm 1985 khi mới 11 tuổi. Sau khi tốt nghiệp trung học và mở một nhà hàng Việt đầu tiên ở Richmond, An Bùi đã nhanh chóng nhận ra rằng các loại bia truyền thống tại Mỹ với vị đắng đặc trưng không phù hợp với đồ ăn Việt Nam. Để nhà hàng đông khách, anh đã tìm đến với một loại bia truyền thống khác của châu Âu. Lúc mới mở nhà hàng ra mà mới bắt đầu bán bia Mỹ thì nói, tại vì Việt Nam mình nó tươi, đồ ăn mình nó tươi, không rồi nó ngọt, nó chua, nó rất là hợp với bia nước Mỹ hay là nước Đức đó. Cho nên từ đó mà nhà hàng mới thành công, mới là lên được cái danh tiếng. Từ cơ sở sản xuất bia thủ công đầu tiên của An Bùi, giờ đây Richmond đã có hơn 30 nhà sản xuất bia thủ công có tiếng, biến Richmond trở thành một trung tâm bia thủ công tại khu vực bờ đông nước Mỹ. Ngoài thành công về kinh doanh, An Bùi cho rằng bia đã cho anh nhiều thứ hơn thế. Người ta nói là cái gia đình craft beer nó rất là rộng. Chẳng hạn như mình đã vô nấu bia rồi là thì ai mà trong nấu nhanh dưới nấu bia thì cũng là bà con với lại bạn hay là gia đình mình thôi. Đó. Cho nên mình đi đâu thì ai cũng chứa mình. Không ai cũng mình vô cái hàng bia người ta thì mình có người ta cũng mời mình vô người thử bia rồi cho mình tham quan vậy đó, giống như gia đình mình vậy đó. Mỗi tháng một lần, những chuyên gia và những người yêu bia tại Richmond lại tập trung về nhà hàng Mekong của An Bùi để thưởng thức và quyết định xem nhà sản xuất bia thủ công nào của thành phố có chất lượng tốt nhất. Để công bằng, tất cả những sản phẩm bia được đem đến đây đánh giá đều được giấu tên. Người thắng cuộc sẽ được lựa chọn nấu bia cho nhà hàng Mekong của An Bùi trong tháng đó. Còn đối với An Bùi, thì niềm tự hào nhất của anh chính là thành công trong việc đưa Richmond xuất hiện trên bản đồ bia của nước Mỹ, cũng như tạo ra công ăn việc làm cho nhiều người dân ở đây. Và sau đây mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế. Nơi nào có thư tín bưu kiện thì nơi đó cũng có tiền và tội phạm.
Khu bảo tàng này dành riêng một không gian để kể cho du khách về những hiểm nguy mà các nhân viên bưu chính từng phải đối mặt. Ví dụ như đã từng có tên tội phạm tự đóng gói mình trong một vali lớn cùng bình dưỡng khí, đèn pin và súng, rồi nhờ đồng bọn gửi tới bưu cục với dự tính giữa đường vận chuyển sẽ thoát ra ngoài, khống chế bưu tá và cướp toàn bộ số tiền trên chuyến xe đó. Âm mưu này cuối cùng đã bại lộ do các nhân viên bưu chính hầu hết đều được đào tạo bài bản với những thiết bị theo dõi và nghe lén đặc biệt. Tôi tới với bảo tàng này bởi tôi là một nhà sưu tầm tem. Tôi có nhiều hứng thú với tem và các dịch vụ bưu chính nói chung. Tuy đây là một bảo tàng nhỏ, nhưng tôi thấy nó đã kể lại được hầu hết những câu chuyện và những giai đoạn quan trọng của lịch sử ngành bưu chính tại Hoa Kỳ từ xưa tới nay. Tất nhiên, khu bảo tàng này cũng dành một không gian quan trọng để giới thiệu về các loại tem bưu chính tại Hoa Kỳ. Trong không gian này, du khách có thể tìm hiểu về cách mà người ta thiết kế, vẽ và sản xuất một con tem bưu chính như thế nào. Bên cạnh đó, du khách cũng có thể được chiêm ngưỡng những con tem vô cùng quý giá, như con tem đầu tiên của ngành bưu chính Mỹ, hay những con tem liên quan đến những sự kiện mang tính lịch sử của nước Mỹ và nhân loại. Để tìm hiểu cặn kẽ khu bảo tàng thú vị này, chắc chắn du khách ít nhất cũng phải dành không dưới một ngày khám phá. Hơn 30 năm nay, các bác sĩ đã phải làm việc miệt mài để cứu lấy chân tay của những bệnh nhân. Cứu lấy chi của bệnh nhân sau một tai nạn hay một ca nhiễm trùng có thể đòi hỏi nỗ lực của cả một nhóm chuyên gia tại Trung tâm Bảo quản chi. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây. Con người có thể làm được những điều kỳ diệu cho dù mất đi một chân hoặc một tay. Đội tuyển bóng đá khuyết tật của Nigeria đang toàn tâm toàn ý tập trung cho giải vô địch do Liên đoàn bóng đá khuyết tật thế giới tổ chức vào mùa thu năm nay. Với những chiếc chân tay giả, các vận động viên khuyết tật có thể làm mọi việc gần bằng hoặc thậm chí còn tốt hơn cả những người lành lặn. Tuy nhiên, nếu có thể, họ vẫn mong giữ được chân tay lành lặn. Jeff Bob gần như mất một tay sau một tai nạn khi đang di chuyển trên xe đa dụng. Tài xế mất lái khiến xe bị lật, nghiến vào tay Bob, xé nát các cơ bắp và da. Theo những gì họ viết trong báo cáo bệnh tình thì tay tôi đã gần như đứt lìa. Bob được trực thăng đưa thẳng đến trung tâm chấn thương của Bệnh viện Đại học Missouri. Khi bệnh nhân được đưa vào phòng cấp cứu, chúng tôi đã lo lắng rằng không thể cứu được cánh tay của anh ấy. Một chuyên gia tái tạo chi đã được mời đến. Chúng tôi tách lấy cơ ở lưng của anh ấy rồi đặt nó lên trên khu vực bị mất mô ở tay, rồi sau đó tiến hành phẫu thuật siêu vi, nối lại các mạch máu và dây thần kinh. Sau hơn một chục cuộc phẫu thuật, bác sĩ cho biết tay của Bob đã hoạt động lại được. Quan trọng đối với anh ấy là anh ấy có được một bàn tay hoàn thiện hơn một tay giả, một bàn tay có cảm giác để anh ấy có thể cảm nhận được mọi vật và sử dụng. Việc phẫu thuật giữ chi đòi hỏi phải có một đội ngũ các bác sĩ với những chuyên môn khác nhau. Tại bệnh viện Cleveland, phần lớn các bệnh nhân được phẫu thuật giữ chi đều bị tiểu đường. Một phần ba số bệnh nhân tiểu đường đến một thời điểm nào đó sẽ có các vết loét trên chân. Và với những tiến bộ y khoa cũng như công nghệ hiện nay thì theo những gì tôi thấy, chúng ta có nhiều khả năng hơn trong việc phục hồi tuần hoàn máu cho những bệnh nhân này. Tuy nhiên, vẫn có những ca mà các bác sĩ phải bó tay. Trong những trường hợp đó thì chúng tôi tập trung vào việc Tòa án quân sự quân khu 7 ở Hà Nội hôm 31 tháng 7 tuyên án 12 năm tù đối với một sĩ quan quân đội đầu tiên bị xử trong chiến dịch chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam, theo video trên YouTube của Truyền hình Thông tấn. Cựu thượng tá quân đội Đinh Ngọc Hệ còn được biết với tên Út Chọc bị kết án với tội danh lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và sử dụng tài liệu giả, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV ra ngày 31 tháng 7. Phiên tòa nhận định tính chất vụ án là rất nghiêm trọng, trực tiếp xâm hại tới hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước. Cũng theo bản tin của VOV, hành vi của bị cáo làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của quân đội và công an. Từ năm 2016, chiến dịch trấn áp nạn tham nhũng được tăng cường, trong đó hàng chục quan chức cấp cao gồm cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng và các lãnh đạo ngân hàng bị bắt giữ và đưa ra xét xử. Đầu năm nay, chiến dịch này được mở rộng tới lực lượng công an và quân đội. Tại phiên tòa, ông Hệ không thừa nhận tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn, nhưng theo cáo trạng, lời khai của các bị cáo khác cùng lời khai của những người làm chứng đã đủ để kết tội cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn.
Vụ kết án này diễn ra chỉ vài ngày sau khi hai thứ trưởng công an bị kỷ luật và bị đình chỉ các chức vụ trong đảng hôm 28 tháng 7. Công dân Mỹ Will Nguyễn, người mới bị trục xuất khỏi Việt Nam, nói với VOA rằng chính quyền Hà Nội đã trích dẫn và cố tình sửa đổi thông tin từ Facebook cá nhân để nhằm phóng đại mức độ quá khích của anh. Qua Messenger của Facebook, anh cho biết chính phủ Việt Nam đã cắt ghép hay Photoshop các đăng tải của Will để làm hình ảnh của Will trở thành quá khích. Họ điền thêm một dòng rằng Will muốn lật đổ chế độ. Sinh viên Mỹ 32 tuổi xác nhận với VOA rằng chính quyền Việt Nam đưa thêm câu: "Tôi sẽ tiếp tục đấu tranh để lật đổ chế độ độc tài đảng trị, ý thức hệ Cộng sản Việt Nam" vào một đăng tải trên Facebook của anh, rồi đưa vào trong một bài viết được cho là của các dư luận viên trên trang vietnamthoibao.net. VOA chưa thể liên lạc với cơ quan chức năng của Việt Nam để xác nhận phát biểu của Quy Nguyễn. Quy Nguyễn, người bị giam trong 41 ngày ở thành phố Hồ Chí Minh sau khi tham gia các cuộc biểu tình hồi tháng 6 tại đây, viết trên Facebook rằng Will không căm thù đảng và Will cũng không căm thù chính phủ Việt Nam, nhưng cách thức mà họ chơi với sự thật thật là đáng sợ. Đây là lần đầu tiên Will Nguyễn lên tiếng kể từ khi bị trục xuất khỏi Việt Nam. Công dân Mỹ này chỉ trích việc anh bị giam cầm và nói sẽ không bao giờ hối tiếc vì đã giúp người dân Việt Nam thực thi dân chủ. Will Nguyễn bị khởi tố vào tháng trước về cáo buộc gây rối trật tự công cộng. Phiên tòa xét xử anh hôm 20 tháng 7 kết tội anh về cáo buộc này và đưa ra hình phạt trục xuất ngay lập tức. Michael Phương Minh Nguyễn, một người Mỹ gốc Việt tại quận Cam, bang California, được cho là đã mất tích tại Việt Nam hơn 3 tuần qua, giữa lúc các tổ chức nhân quyền nói ông đã bị chính quyền giam cầm cùng 4 người khác về tội lật đổ chính quyền. Gia đình ông Michael hôm 30 tháng 7 cho VOA biết đã liên lạc với phái bộ Hoa Kỳ tại Việt Nam và cả chính quyền Việt Nam để hỏi thông tin về ông nhưng chưa được phản hồi. Chúng tôi rất bức xúc vì chưa có văn phòng nào phản hồi. Gia đình rất muốn biết thông tin về ông ấy. Ông Michael có 4 con nhỏ ở bang California và chúng cần có cha. Ông Mark cho biết gia đình đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và các nghị sĩ quốc hội nhờ can thiệp cũng như mở một thỉnh nguyện thư trên trang web change.org. Thỉnh nguyện thư này có đoạn viết: từ ngày 27 tháng 6 năm 2018, ông Mike Phương đã về Việt Nam thăm bạn bè và gia đình. Ông đã không trở về trên chuyến bay đã đặt. Qua nhiều nguồn tin khác nhau, chúng tôi được biết ông đang bị chính quyền Việt Nam bắt giữ và giam cầm. Tính cho đến ngày 27 tháng 7, ông Mike Phương đã biệt từng phân phối các bản thiết kế này, nói rằng chúng vi phạm luật xuất khẩu của Mỹ. Ông Wilson đã đệ đơn kiện, cáo buộc rằng lệnh cấm vi phạm các quyền hiến định của ông và chính quyền Trump đã đảo ngược lệnh cấm đó. Đơn kiện của 8 bang và thủ đô Washington lập luận rằng việc cho phép mọi người chế tạo súng nhựa vi phạm các biện pháp kiểm soát vũ khí của tiểu bang. Một nước Mỹ đầy màu sắc, tươi đẹp với các loài hoa thay nhau nở 4 mùa là hình ảnh du khách sẽ tìm thấy khi tới với triển lãm Mùa hoa nở trên những con tem bưu chính tại trung tâm thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Ngay trong không gian đầu tiên của triển lãm, du khách sẽ bắt gặp hình ảnh một thủ đô Washington đầy hấp dẫn với những công trình kiến trúc cổ kính nổi bật trong mùa hoa anh đào trên những con tem đã được vẽ và lưu hành trong thập niên 1990. Một điều khá hấp dẫn là du khách sẽ tìm thấy những bản vẽ tay nguyên gốc và cả những con tem được in hoàn thiện dựa trên bản vẽ ấy. Tôi nghĩ triển lãm này rất thú vị. Hình ảnh một thủ đô Washington hiện lên trên những con tem ở đây không chỉ đẹp mà còn sống động và đầy hấp dẫn nữa. Tôi tới với bảo tàng và không gian triển lãm này vì tôi là một nhà sưu tập tem. Triển lãm này tuy không giới thiệu những con tem thật cổ, nhưng nói lại cho người ta thấy một nước Mỹ thật đẹp. Trong không gian trưng bày tiếp theo, triển lãm sẽ dẫn du khách tới với một nước Mỹ đầy màu sắc, với các loài hoa đặc trưng của mỗi mùa trong năm, thậm chí ngay cả trong mùa đông lạnh giá, khi phần lớn mọi người đều nghĩ rằng sẽ không có loài hoa nào có thể sống được, thì nhiều loài hoa vẫn nở trong các khu vườn. Bên cạnh đó, du khách cũng sẽ tìm thấy những loài hoa đặc trưng của hầu hết các tiểu bang trên khắp nước Mỹ, được thiết kế trên những con tem bưu chính đầu những năm 2000 như thế này. Cả đời tôi đã gắn bó với các phong thư và những con tem. Tôi nghĩ rằng những con tem luôn mang dấu ấn văn hóa và lịch sử của mỗi quốc gia. Khi những con tem này được chuyển đi khắp thế giới cùng những phong thư, người ta sẽ nhìn thấy nước Mỹ ở trên đó.
Trong không gian trưng bày cuối cùng của triển lãm, du khách sẽ được tìm hiểu về những loài chim được lựa chọn là linh vật của các tiểu bang trên khắp nước Mỹ. Tem cũng như tiền luôn mang trên mình hình ảnh của mỗi quốc gia với những đặc trưng văn hóa và cảnh quan đậm nét. Đó là lý do vì sao mà người ta thường thích sưu tập tem. Tới với triển lãm này, du khách sẽ cảm nhận được một nước Mỹ hiền hòa, đầy màu sắc và đặc biệt đa dạng. Triển lãm sẽ tiếp tục mở cửa miễn phí phục vụ du khách khắp nơi trong những tháng tới đây. Những bức thư và các bưu kiện đã từng được các nhân viên bưu chính ở Mỹ giao đến tận tay người nhận như thế nào cách đây hàng thế kỷ? Du khách có thể tìm thấy câu trả lời tại khu bảo tàng lịch sử bưu chính Hoa Kỳ ở Washington DC này. Tất nhiên, khi các phương tiện giao thông chưa phát triển, thì những chiếc xe ngựa luôn là lựa chọn hàng đầu để người ta có thể giao thư tín và bưu kiện một cách nhanh nhất. Cùng với cuộc cách mạng công nghiệp, thì sau đó xe lửa đã được sử dụng. Và đây là phía bên trong một toa xe được sử dụng để chuyên chở thư tín và bưu kiện trước đây. Rồi sau đó là các loại xe hơi và cả máy bay cũng được sử dụng để mọi thứ có thể được chuyển phát nhanh nhất. Tôi vừa mới nghỉ hưu gần đây thôi, vì thế mà tôi thực sự muốn tới đây để được biết rằng ngày xưa các nhân viên bưu chính như tôi đã từng làm việc như thế nào. Đúng là có nhiều câu chuyện thú vị ở đây. Tôi thấy nơi này rất đặc biệt. Nó cho chúng ta biết những bức thư và các bưu kiện mà chúng ta nhận được mỗi ngày đã trải qua những công đoạn gì. Sẽ rất tốt cho lũ trẻ nếu chúng tới đây.